Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật trong phim Naruto cho các bạn xem nha. Nếu như các bạn chưa biết thì Sasuke đã dùng cả thanh xuân của mình để chơi trò trốn tìm với men chính Naruto. Và trò chơi chỉ kết thúc khi cả hai có một trận chiến sống mái kẻ 8 lạng người 800 gram và chiến thắng nghiêng về người sở hữu nhẫn thuật thông não chi thuật. Bởi vậy mới nói đã làm bad boy bao nhiêu năm trời nhưng cuối cùng vẫn bị thằng men bắt về làng làm nhiệm vụ. Và diễn biến tiếp theo thì... Và... không còn chiến nhau nữa mà cùng dẫn nhau về làng và sống hạnh phúc mãi về sau. À, mình nhầm chút xíu nha. Và sau đó thì không còn có sau đó nữa, kết thúc bộ Naruto. Thay vào đó là bộ con của Naruto tên là Boruto nha các bạn. Ok, chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một share và một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha.